Chào cả nhà. Hôm nay em sẽ hấp gừng. Chào Quy Nhiễn nha, ca Trật Kim Tiền. Hôm nay em sẽ hấp gừng và xào rau răm. Hôm nay em sẽ live trực tiếp cho ba cửa hàng của em tại Cần Thơ luôn. Thắng, chào anh Thắng, Nguyễn Hằng Quy Nhiễn chào em nha. Hôm nay tự tin chút xíu rồi nên em sẽ live trực tiếp bằng 3 cái Facebook luôn. Đó là của Hải Sản Lộc, Thốt Nốt, Hải Sản Lộc chi nhánh Cần Thơ, Hải Sản Lộc chi nhánh Cần Thơ. Ngày mai á, là có kẹo 3 chấm nhưng mà không biết nó về kịp để gì đưa Thốt Nốt không em ơi. Hiện tại thì đang có phát tại Ngã Bảy nè, phát cho Thốt Nốt luôn, nhưng mà hiện tại là cái máy đó không sao thì đứng ra Cần Thơ đi trước rồi. Em có thấy vài bạn nhờ xem nè, bạn chia sẻ giùm em nè. Quả Ly chào bạn Nguyễn Hằng ơi, ngày mai có gì chị sẽ thông báo nha, chứ ngày mai ra về chị mới lên live. Võ Sư Nhất nè, chào bạn ở Ngã Bảy nè. Võ Sư Nhất, em có thể chia sẻ giùm chị được không? Đây là trời đổ bóng nha cả nhà. Thì cái này của chúng ta cũng là ăn tim hoặc là bột ớt nha. Thật ra thì em cũng chia sẻ một kinh nghiệm là em không ăn được cây, nhưng mà cái gì em thấy bỏ bột ớt vào các cái món chế biến thì cái màu sắc cũng như là cái hương vị của nó sẽ cực kỳ thơm ngon, bên đó rất là thơm ngon nha cả nhà. Cái này là tùy cả nhà mà thích ăn là luộc chín hay là dừa chín, nhưng mà em thì em ăn chín nhiều, thường là như là dừa hơi hở hở gì là em không chịu đâu, em thích nó hở như vậy nè. Đó mấy cái đảm bảo. Đây là món rùa bóng xào rau răm nha, rất là ngon. Cây đó mình ăn đi rất là ngon. Đây có ai bị thích không? Ai bị thích không? Ai bị hấp dẫn không? Theo em sẽ sử dụng miếng trắng này nha. Cái đó là nặng rồi đấy hả? Cảm ơn Tâm Minh nha. Chào ơi. Đây là cái con này là đánh bắt chứ không phải là được nuôi đâu, gọi là người ta cào á cả nhà. Em sử dụng từ để quên là một số người không biết á. Người đánh bắt đây là có một số cái khu vực người ở ven biển người ta sống riêng về cái ngành cái nghề này nè. Đó, người bị rớt giá như vậy. Thật ra thì em cũng biết nói sao nữa, có đôi khi á mình ăn một mặt hàng đó 50-100 ngàn một ký, nó rất là bình thường, nhưng mà có những lúc mà người ta đánh bắt đó cả nhà, người ta sống vào chủ yếu dòng nhà đánh bắt đó, thì ngày một ngày có 1-2 kg đồ ăn á, ở 1-2 kg lụa nè thì rất là cần nhiệt cho người ta, mà giá thì nó còn có 35 ngàn một ký, trong khi cái giá này là giá lụa xuất khẩu, giá nó từ 80 đến 100 là giá bình thường của nó, chứ em cũng có bán. Cái những lúc này em xem mà nó sale rẻ nhất luôn đó nha, cũng là 60 ngàn. Mày lại nó chỉ còn 35 ngàn và 3 cái chỉ có 100 ngàn. Nếu cả nhà nào đã từng ăn thấy nó ngon thì ủng hộ dùm em, còn nếu như mà ai chưa từng ăn thì hãy đến một lần Hải Sản Lộc Cần Thơ ủng hộ dùm em để biết được cái mặt hàng tươi ngon cũng như là cái con hàng gọi là sao, con hàng của Việt Nam mình. Đó, đâu nhất thiết phải là nhập khẩu, mặc dù em cũng có bán hàng nhập khẩu đó chứ, nhưng mà cũng giống như là đi du lịch, cái nhà mình đi du lịch nước ngoài đó. Nhưng thật ra là đôi khi Việt Nam mình người ta còn chưa đi du lịch hết nữa, thì mình ăn hàng nước ngoài làm gì, trong cái hàng nội địa chưa chắc mình đã ăn hết, ăn thử một lần nha. Thì hải sản thì cái con nào nó cũng có một cái giá trị riêng của nó, gừng ban đêm ăn rất là ấm, để bên kia cho nó chấm. Em đem lên 1 kg, một còn là 1 kg, nhưng mà em mắc chỉ có 1 kg thôi, còn là 1 kg. Tại vì cái thố nó nhỏ quá để nó không vừa, rất là ngon. Hàng này 80 ngàn nha cả nhà ơi. Cái mùi gừng nó rất là thơm rồi. Gừng ban đêm mình ăn có thể là ấm bụng và dễ tiêu quá cả nhà. Bữa nào nướng Alaska, tại vì chị live stream trong phòng á, để hôm nào chị cũng lên chị tự chị nướng, nhưng mà chắc phải live dưới nhà thì chị đang live trong phòng á, không có nướng được toàn nguyên. Để hôm nào nướng Alaska là đủ một bữa ha. Để hôm nào chị sẽ nấu sò dụ, sò long rồi ha. Con sò dương còn gọi là con ngọt rất là nhiều khách hồi, nhằm nói với là con sò voi còn gọi là sò cò của miền Tây mình. Ai ở miền Tây Cà Mau, Kiên Giang nha là sẽ biết con sò cò. Sò cò còn gọi cái tên là sò voi nha. Rồi xuống đi kiếm chưa à? rất là mập luôn nè cả nhà. Thịt rất là giống con tàu huyết, rất là giòn, rất là ngọt đó nha. Sài Gòn giãn cắt muốn đặt lắm mà sợ không có xe. Có xe của bữa gửi em á, xe đó anh đó dẫn chạy nha, xe bữa gửi. Nãy em nói thì em quên, những khách hàng mà không ở gần các chi nhánh của em á thì có rất là nhiều khách hỏi mua, giống như ở Tiền Giang nè, Tiền Giang rồi ở trên kia là những gì không biết tiêu đâu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang rồi rất là những ở tỉnh xa, thậm chí ở Sài Gòn nha, thì chỉ cần đặt hàng với điều kiện là đặt từ 5 kg cho nhiều mặt hàng cũng được, cho không biết là ví dụ như sầu dâu này mà mua là 5 kg ăn hết cái nè, mình có thể đặt nhiều mặt hàng nha, đặt nhiều mặt hàng để cho một đơn hàng chỉ cần 5 kg thì bên em sẽ đóng hàng gửi cho chành xe, mình phải đóng chành xe, đóng cho chành xe rồi. Nhưng mà bên em thì không có nhận ship nên thành ra là mình sẽ phải chuyển khoản trước đó, rồi bên em đóng hàng. Thì công đóng thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí, bao gồm cả đóng đĩa oxy luôn đó cả nhà, đóng cá luôn. Em đóng ra bạn đó lâu hiểu rồi, ở Tây Ninh không thấy ủng hộ, hình như là bị giãn cách nên thành ra bạn không đặt mua là không được luôn, là đóng cái chất dồn ra đến đó luôn. Chỉ được đóng bên em cũng rất là tốt nha, chỉ là em không dám bao đóng 100% do vấn đề xe vận chuyển đó cả nhà. Mà cả nhà ăn tối nha. Con ăn chưa? Ủa thì không ăn hôm nay đi. Rồi vô là nó làm cồ giòn thì có giòn nhưng nó có dai nha cả nhà. Cái này để người lớn mình nhậu được nên hạn chế cho con nít ăn. Này hơi dai. Có một loại ngon trần mà khó hơn. Giá là 65-70 thì con nó nhỏ hơn, đỡ dai hơn. Mình có thể cho con nhỏ mình ăn được ra, con này em cảm thấy hơi dai, con thích ăn không hơn, hơi dai tại vì nó to quá, giống như sầu huyết á, to thì nó sẽ dai. Con thích hành nhìn nó nhai không, tỷ nó to quá nó sẽ không sợ mắc miệng á, sợ mắc miệng. Con thích nó hay nuốt chậm á. Con này thì cái vị nó hơi là em nói cả nhà cái này nè, hải sản á là bản thân của nó là đã ở dưới biển rồi đó, thành ra khi mình nghiên nếm mình hạn chế chiên muối giùm em nha, vì mình khi mình nghiên muối nó nhiều á nó dẫn đến một vấn đề là nó bị mặn đó. Rồi thì là cách nói sao sầu huyết xào nó hơi mặn, thật ra là sầu huyết không có ngâm, không có giữ nước cho mình để dẫn đến mình mặn con sò đâu, mà do khi mình chế biến mình nêm gia vị hơi quá tay, đó là muối. Thường gia vị mình nêm á thì mình nên nêm á là bột ngọt, đường, hoặc là mình nêm là cái bột nêm á cả nhà, nó sẽ giảm cái mặn của mình. Đây là đường nga sần nha, ngon quá cả nhà ơi, rất là ngon luôn, ăn ngon mà rất là hao giấy. Ăn một con tốt một miếng giấy. Nhưng mà thôi bây giờ thì em cũng đã hấp xong 2 món rồi, thì em sẽ kết thúc bữa nay ngày hôm nay. Nói lại lần nữa địa chỉ của bên em, trụ sở chính của Hải Sản Lộc Cần Thơ, tại Cần Thơ là nằm trong hẻm 42 Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số hotline là 0936 565 165. Rồi, và có 2 số hotline đi kèm nữa, đó là 0822 112 446, 08 12 55 02 03. Đó là hotline tại Cần Thơ. Địa chỉ của Thốt Nốt là 412 Lê Thị Tạo, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Số hotline là 0824 212 446 nha cả nhà. Bên em có ship hàng tận nơi theo yêu cầu. Địa chỉ tại Ngã Bảy đó là 991 Hùng Vương, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, còn gọi là thành phố Ngã Bảy hiện tại của tỉnh Hậu Giang. Số hotline là 0939 39 5278. Cả nhà có ngại ra đường khi cái mùa dịch này thì cứ alo bên em sẽ ship hàng tận nơi. Giá bán của bên em trên livestream cũng như bán tại cửa hàng chưa bao gồm giá ship. Giá ship thì tùy gần xa cả nhà, và có ship trong phạm vi là 30 số. như mình ở xa hơn thì bên em sẽ đóng hàng những cái hàng theo chành xe nếu như khách vô cầu, và đơn hàng nó từ 5kg kéo lên như cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho Hải Sản Lộc Cần Thơ cũng như tất cả các chi nhánh của Hải Sản Lộc. Em nhớ mình nói gì rồi, trên hình ảnh đại diện của chia Facebook cũng như là fanpage của Hải Sản Lộc Cần Thơ thì em ghi là duy nhất tại Cần Thơ không có chi nhánh, tức là em đang muốn nói là tại trung tâm thành phố Cần Thơ là em không có chi nhánh nào hết, tại vì rất là nhiều khách nhầm với các cửa hàng khác. Nhưng cửa hàng tại Cần Thơ bên em, nếu trong nội thành Cần Thơ là em chỉ có một Hải Sản Lộc Cần Thơ duy nhất mà thôi. Em chỉ có chi nhánh tại Thốt Nốt, trực thuộc của thành phố Cần Thơ nhưng nó thuộc quận Thốt Nốt nha. Phải nói chính xác là quận Ninh Kiều thì không có chi nhánh nào hết, quận Ninh Kiều. Nhưng mà Bình Nhĩ thì nó cũng ở trong thành phố Cần Thơ nên thành ra Bình Nhĩ em cũng không có chi nhánh. Bây giờ thì chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và một tuần mới tràn đầy năng lượng để làm việc thật là hiệu quả nha cả nhà ơi, trong cái mùa dịch này. Chào cả nhà.